Chiến trường giữa Nga và Ukraine xáo động sau hàng loạt cuộc không kích của Moscow và những bước tiến mới của Kiev tại trao lửa Bakhmut. Giữa lúc đó, quan chức tỉnh Ly Khai nói, thời điểm Nga giành quyền kiểm soát Bakhmut sẽ là vài ngày tới. Trong bối cảnh cuộc phản công của Kiev đang rình rập diễn ra, 200.000 quân và tuyến phòng thủ 600 dặm của Nga có đủ gây gớm để ngăn Ukraine phản công hay không? Theo hãng tin Newsweek, Ukraine vừa lật tẩy vụ tham nhũng cấp cao nhất từ trước đến nay. Vì sao đây được xem là tín hiệu tốt? Chuyên gia Anh nêu 3 lý do đằng sau việc Nga tăng cường tấn công tên lửa Ukraine. Các tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Nam Phi khẳng định quan hệ với Mỹ vẫn bề chặt sau cáo buộc chuyển vũ khí cho Nga. NATO kêu gọi đồng minh cam kết chi 2% GDP cho quốc phòng thổ nhĩ kỳ chỉ trích việc mỹ điều tàu chiến tới đảo Sip elon musk tiết lộ hình mẫu tổng thống mỹ lý tưởng chile tăng nguồn thu qua cải cách thuế khai thác khoáng sản tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây RT dẫn lời các quan chức địa phương báo cáo của phương tiện truyền thông và lãnh đạo tập đoàn lính đánh thuê Wagner cho biết, Nga dường như sẽ kiểm soát hoàn toàn thành phố Bắc Mút tỉnh Đô Nhát trong vài ngày tới. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Denis Pushilin nói với hãng thông tấn RIA của Nga, các đơn vị Wagner đang nỗ lực tiến công cả ngày lẫn đêm. Vị quan chức thừa nhận tình hình vẫn căng thẳng và quân đội Ukraine đang đổ lực lượng dự bị vào cuộc chiến, tuy nhiên việc Nga chiếm hoàn toàn Bắc Mút đang đến rất gần. Những tiến bộ của Nga tại thành phố miền Đông cũng được tờ bên của Đức xác nhận hôm 17 tháng 5. Theo hãng tin, các lực lượng Ukraine đang kiểm soát khoảng 20 tòa nhà ở phía tây Bắc Mút, tương đương 1% diện tích thành phố. Ở phía Ukraine hôm 18 tháng 5, quân đội nước này tuyên bố các lực lượng của họ tiếp tục đạt được bước tiến xung quanh Bắc Mút, bất chấp hỏa lực dữ dội từ các đơn vị Nga. Moscow coi Bắc Mút là bước đệm hướng tới kiểm soát phần còn lại của vùng Donbass. Tờ USA Today hôm 18 tháng 5 nhận định, Nga hiện đang thất bại trong việc làm suy giảm nguồn lực của Ukraine thông qua các cuộc không kích, nhưng Điện Kremlin cũng đã củng cố các tuyến phòng thủ của mình trên lãnh thổ Ukraine bằng cách thiết lập bãi mìn và quy tụ hơn 200.000 quân để thể hiện sức mạnh phòng thủ trước cuộc phản công của Ukraine. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã bắn 30 tên lửa vào các khu vực khác nhau của Ukraine trong cuộc không kích mới nhất vào hôm 18 tháng 5, nhưng 29 tên lửa đã bị bắn hạ. Trước đó, vào sáng sớm 16 tháng 5, lực lượng phòng không Ukraine cũng thông báo đã bắn hạ 18 tên lửa được Nga phóng từ trên không, trên biển và trên bộ, bao gồm 6 tên lửa siêu thanh Kiran được cho là bất khả chiến bại. Giữa lúc Ukraine đang tiến hành đẩy lùi các cuộc tấn công trên không, một câu hỏi lớn vẫn còn, đó là khả năng tái chiếm các vùng lãnh thổ mà Nga đã tuyên bố chủ quyền, bao gồm 4 tỉnh ở miền Đông và miền Nam mà Nga đã tuyên bố sắp nhập vào mùa thu năm ngoái. Một quan chức phương Tây giấu tên đã nói rằng, hệ thống phòng thủ dọc theo chiến tuyến dài 600 dặm của Moscow có tiềm năng vô cùng gây gớm. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky, đã đạt được thành công lớn trong việc thuyết phục các đồng minh đóng góp vũ khí tiên tiến cho Ukraine. Gần đây nhất là thu được một kho tên lửa, xe tăng và máy bay không người lái trong chuyến công tu châu Âu để củng cố cơ hội phản công với nguồn vũ khí đang dần cạn kiệt. Cố vấn Tổng thống Ukraine, Mikhailo Porodiak, viết trên Twitter hôm 18 tháng 5 rằng tất cả các bên tham gia đều nhận thức rõ về nguồn lực và thời gian dành cho Liên bang Nga và giới tình hoàng Nga đang sắp hết. Chúng tôi sẽ kết thúc hai thứ này. Newsweek dẫn lời một số chuyên gia phương Tây hôm 18 tháng 5 cho biết, vụ bê bối tham nhũng của Ukraine vừa được tiết lộ vào tuần này đã làm dấy lên những lo ngại liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho Kiev. Nhưng phản ứng của chính quyền Ukraine đối với việc này có thể tiếp tục đảm bảo được sự hỗ trợ của phương Tây. Đầu tuần này, lãnh đạo tòa án tối cao Ukraine đã bị bắt giữ sau cuộc điều tra hối lộ về các cơ quan chống tham nhũng. Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine đã không nêu ra tên người bị bắt giữ, nhưng tranh án Shevorovs Kajiajiev vào tuần này đã bị cách chức. Cơ quan cho biết đây là lần đầu tiên các cơ quan thực thi pháp luật vạch trần vụ tham nhũng cấp cao như vậy. Các thẩm phán của tòa án thừa nhận đó là một ngày đen tối. Đây không phải là lần đầu tiên nạn tham nhũng ở Ukraine trở thành tâm điểm kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào tháng 2 năm ngoái. Vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải hàng loạt quan chức, bao gồm cả các bộ trưởng và thống đốc dính đến nạn tham nhũng. Ukraine có lịch sử tham nhũng nghiêm trọng kể từ trước khi nổ ra cuộc chiến với Nga. Năm 2021, trong bảng xếp hạng về chỉ số nhận thức tham nhũng, Ukraine xếp thứ 122 trong số 180 quốc gia. Các chuyên gia đã nói với Newsweek rằng, mặc dù các vụ tham nhũng mới nhất có thể làm tổn hại thêm danh tiếng của Ukraine, nhưng tính minh bạch của các cuộc điều tra sẽ có lợi cho nước này. Trong chuyến công du châu Âu gần đây đến Rome, Berlin, Paris và London, ông Zelensky đã tiếp tục kêu gọi phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu như F-16. Một số đồng minh của Kiev đã cam kết đào tạo phi công Ukraine lái các máy bay như F-16, nhưng chưa có quốc gia nào đồng ý gửi đi máy bay chiến đấu tiên tiến này. Các chuyên gia lưu ý rằng có một số lý do khiến phương Tây do dự trong việc cung cấp máy bay, nhưng một số người cho rằng việc chính quyền Ukraine đang cố gắng triệt phá nạn tham nhũng sẽ giúp ích cho vấn đề viện trợ quân sự cũng như sự can dự chặt chẽ hơn với các tổ chức phương Tây. Politico hôm 18 tháng 5 dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang muốn đóng băng cuộc xung đột ở Ukraine trong tương lai gần, thay vì thúc đẩy giúp Kiev giành chiến thắng ba quan chức và một cựu quan chức Mỹ nói với Politico, một cuộc thảo luận về việc duy trì chiến sự Ukraine ở cường độ thấp trong thời gian dài đang được thảo luận ở Nhà Trắng. Các quan chức này cho biết kịch bản có thể xảy ra đối với xung đột Đông Âu có thể sẽ tương tự với chiến tranh Triều Tiên vào đầu những năm 1950, cuộc chiến kết thúc bằng một hiệp định đình chiến. cả Bình Nhưỡng và Seoul dù vẫn tuyên bố chủ quyền với toàn bộ bán đảo Triều Tiên nhưng đồng ý thiết lập một khu phi quân sự ngăn cách hai miền. Nguồn tin nhận định Việc đình chiến theo kiểu Triều Tiên là hợp lý bởi không cần bên nào phải công nhận đường biên giới mới và điều duy nhất đôi bên cần nhất trí là ngừng bắn dọc theo một đường đã định. Theo Politico, đóng băng xung đột Ukraine sẽ làm giảm bớt áp lực cho phương Tây trong nỗ lực hỗ trợ Kiev. Kịch bản đình chiến kiểu Triều Tiên ở Ukraine từng thu sự chú ý của giới truyền thông vào tháng 1. Sau khi thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov cho biết Moscow đã cử một quan chức hàng đầu đến các nước châu Âu để thúc đẩy một kịch bản này. Điện Kremlin đã phủ nhận tuyên bố của quan chức Ukraine. Theo Sky News đưa tin, sáng ngày 18 tháng 5, lãnh thổ Ukraine lại tiếp tục chứng kiến cuộc tấn công tê lửa lần thứ 9 trong tháng này. Nhà phân tích quân sự người Anh Shibrell đã đưa ra 3 lý do khiến Nga tăng cường cường độ tấn công tầm xa. Thứ nhất, ông Bell nói rằng, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tiếp tục duy trì áp lực lên giới lãnh đạo Ukraine và làm sói mòn ý chí chiến đấu của Kiev. Thứ hai, Nga đang muốn đánh lạc hướng Ukraine khỏi việc chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới. Cuối cùng, ông khẳng định Moscow muốn làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine bằng cách sử dụng hết kho tên lửa phòng không của nước này. Cuộc tấn công vào sáng ngày 18 tháng 5 diễn ra sau khi Nga tuyên bố đã phá hủy hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp. Ông Bell nói Nga sẽ gây thiệt hại nhiều nhất có thể cho Kiev nếu Patriot bị hạ bệ. Ông nói thêm, tuy nhiên có vẻ như hệ thống Patriot đã bị thiệt hại nhẹ và đang dần hoạt động trở lại di hài của 60 binh sĩ thiệt mạng khi chiến đấu cho các lực lượng vũ trang Nga trong cuộc xung đột Ukraine đã được an táng tại Luhansk vào thứ Năm ngày 18 tháng 5. Di hài của những người lính đã được sơ tán khỏi khu vực chiến sự và được an táng theo nghi thức quân đội và truyền thống cơ đốc giáo chính thống. Hầu hết các thi hài được an táng đều không xác định được danh tính. Cố vấn của người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng nói với các phóng viên rằng có những thi thể chưa có người nhận và chính quyền đang tìm kiếm thân nhân của những người thiệt mạng. Ông nói, các mẫu DNA được lấy từ mọi mảnh thi hài và sẽ được gửi đến trung tâm số 522 ở Rostov, trung tâm tiếp nhận, xử lý và gửi xác của quân đội. Tại đó quá trình giám định gen sẽ được tiến hành. Thành phố Luhansk ở miền đông Ukraine, cách biên giới với Nga khoảng 30 km và cách chiến tuyến 100 km. Vào tháng 9 năm 2022, trong bối cảnh xung đột quân sự đang diễn ra ở Ukraine. Nga đã đơn phương tuyên bố sáp nhập bốn vùng của Ukraine, Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhia. Một quan chức Mỹ mới đây cho biết Mỹ và các nước của G7 sẽ công bố các lệnh trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu mới nhằm vào Nga liên quan đến cuộc chiến Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh G7. Các nhà lãnh đạo G7 đang tập trung tại Hiroshima vào hôm 19 tháng 5 trong bối cảnh xung đột ở Ukraine đang bước sang năm thứ hai. Mỹ đã dẫn đầu trong việc đưa ra các lệnh trừng phạt cứng rắn nhằm vào các công ty, ngân hàng và cá nhân Nga. Và thông báo sắp tới tại G7 sẽ tái khẳng định quyết tâm của các cường quốc thế giới trong việc hỗ trợ Ukraine và siết chặt Moscow. Trong cuộc phỏng vấn trước cuộc họp vào hôm 18 tháng 5, một quan chức Mỹ cho biết những nỗ lực mới nhất của G7 nhằm mục đích làm gián đoạn khả năng của Nga trong việc cung cấp nguồn lực cần thiết cho chiến trường, đưa ra các biện pháp để Nga không thể né các lệnh trừng phạt và giảm sự phụ thuộc của quốc tế vào năng lượng của Nga thu hẹp khả năng tiếp cận của Moscow với hệ thống tài chính quốc tế. Qua chức này nói, cam kết của chúng tôi là tiếp tục thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga vẫn mạnh mẽ như năm ngoái. Mỹ và các đồng minh, bao gồm Liên minh châu Âu và Anh, đã tiếp tục tăng cường các lệnh trừng phạt và áp lực kiểm soát xuất khẩu đối với Nga kể từ năm ngoái. Phát biểu tại New York hôm 18 tháng 5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nam Phi ông David Masondo cho biết, việc hợp tác song phương của Nam Phi với Mỹ vẫn tiếp tục và không bị gián đoạn, bất chấp những cáo buộc của Mỹ rằng Nam Phi đã cung cấp vũ khí cho Nga. Ông Masunda nói, Mỹ là đối tác quan trọng của Nam Phi trong các vấn đề thương mại, hòa bình, an ninh và phát triển. Cả hai quốc gia có một mối quan hệ mạnh mẽ và lâu dài. Bình luận của Thứ trưởng được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Nam Phi, ông Reuben Brigetti, đã gây ra một làn sóng phẫn nộ vào ngày 11 tháng 5. Khi nói với các phóng viên rằng, Nam Phi đã giao vũ khí cho Nga tại một căn cứ hải quân ở thủ đô Cape Town vào tháng 12 năm ngoái, chính phủ Nam Phi đã phủ nhận cáo buộc và chỉ trích ông Brigetti. Tổng thống Cyril Ramaphosa cũng đã tuyên bố mở một cuộc điều tra về các cáo buộc này. Các cáo buộc đã khiến các doanh nghiệp lo ngại rằng Mỹ có thể trừng phạt Nam Phi và gây áp lực lên đồng Brent cũng như vấn đề nợ của chính phủ. Ông Masondo cho biết, điều quan trọng là chúng tôi phải khẩn trương kết thúc vấn đề này để thị trường có thể ổn định. Mối quan hệ giữa Nam Phi và Mỹ đã trở nên xấu đi vì Nam Phi khẳng định nước này có lập trường trung lập trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Thứ trưởng Nam Phi cho biết, quan điểm của chúng tôi là cộng đồng quốc tế cần hợp tác với nhau để khẩn trương chấm dứt các hành động thù địch, và ngăn chặn thêm thương vong cũng như vấn đề tị nạn của thường dân Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 18 tháng 5 cho biết, ông hy vọng các đồng minh sẽ đồng ý về việc chi 2% tổng sản phẩm quốc nội của mình cho quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Liên minh ở Vinyos Liva, Tại Vilnius, tôi hy vọng các đồng minh sẽ đồng ý và cam kết đầu tư, chỉ ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tôi hoan nghênh việc Bồ Đào Nha tăng chi tiêu quốc phòng gần đây, nhưng tất cả các đồng minh cần phải làm nhiều hơn nữa. Những bình luận của ông John Stenberg được đưa ra khi xuất hiện trên bản tin chung với Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa. Cùng lúc đó trong cuộc phỏng vấn với tờ spiral ông Stoltenberg tin rằng phương Tây sẽ hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến và sự hỗ trợ này sẽ không lung lay. Ông nói, Nga đang đánh giá thấp người Ukraine, nhân dân Ukraine, lực lượng vũ trang và giới lãnh đạo chính trị Ukraine, nhưng Nga cũng đang đánh giá thấp NATO và các đối tác của tổ chức. Tôi rất ấn tượng trước sự đoàn kết và quyết tâm của các đồng minh và đối tác trong việc hỗ trợ Ukraine. NATO sẽ hỗ trợ Ukraine bất cứ khi nào cần thiết. Theo thông tin từ Bloomberg, Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã chỉ trích việc Mỹ điều tàu chiến tới đảo Ship trong tuần này, cáo buộc Washington làm gia tăng căng thẳng ở phía đông địa Trung Hải. Tàu khu trục USS Alibor đã đến thăm khu đô thị Limassol ở đảo Ship vào hôm 16 tháng 5. Vào cuối ngày 17 tháng 5, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, động thái của Mỹ đã phá vỡ sự cân bằng trong khu vực và làm tổn hại lập trường trung lập lâu năm của Washington đối với hòn đảo này. Năm ngoái, Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí kéo dài hàng thập kỷ đối với chính phủ ship do Hy Lạp hậu thuẫn nằm ở phía nam của hòn đảo. Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã cam kết tăng cường khả năng phòng thủ đối với cộng đồng người ship gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc. Hòn đảo này đã bị chia cắt kể từ năm 1974 khi Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát 1 phần 3 phía bắc của hòn đảo. Nói rằng mục đích kiểm soát là để bảo vệ những người ship gốc Thổ Nhĩ Kỳ thiểu số sau cuộc đảo chính do Hy Lạp hậu thuẫn. Những tranh chấp mới nhất xảy ra chưa đầy 2 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sẽ tiếp tục đối đầu với đối thủ Kemal Kılıçdaroğlu vào ngày 28 tháng 5 sau vòng bầu cử đầu tiên. Elon Musk, giám đốc điều hành của SpaceX, Tesla và Twitter, mới đây cho biết ông muốn thấy một người bình thường có khả năng quản lý tốt được bầu làm tổng thống Mỹ tiếp theo trong cuộc phỏng vấn của hãng MSNBC gần đây khi được hỏi có hối hận vì bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào năm 2020 hay không. Elon Musk trả lời, tôi ước chúng ta có thể có một tổng thống là một người bình thường. Tôi đã nghe một câu như thế, chúng ta nên chọn ngẫu nhiên một người trong danh ba điện thoại để quản lý một tổ chức hơn là những người học tại Harvard. Câu nói trên được cho là của nhà văn, nhà phê bình chính trị bảo thủ người Mỹ William Frank Buckley Jr. vào đầu những năm 1960 tiếp tục nói về những phẩm chất mà một ông chủ Nhà Trắng cần có. Nhà sáng lập Tesla nói, điều quan trọng người đó có phải là một giám đốc điều hành giỏi. Không đơn giản là họ có cùng niềm tin với bạn không, mà họ có thể hoàn thành công việc tốt hay không. Họ sẽ phải đưa ra nhiều quyết định mỗi ngày. Chúng ta muốn nước Mỹ có một giám đốc điều hành giỏi phải không? Bình luận về cuộc bầu cử năm 2020, Elon Musk nhận định, có một số gian lận nhỏ đã xảy ra, nhưng không đủ để thay đổi kết quả Musk cho rằng những người đang giữ quan điểm cuộc bầu cử năm 2020 có ra lận như cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bị trừng phạt nếu họ chia sẻ điều đó lên Twitter. Ông Trump đã bị Twitter khóa tài khoản gần 90 triệu người theo dõi sau cuộc bạo loạn Điện Capitol hồi mùng 6 tháng 1 năm 2021. Sau khi sở hữu Twitter, Elon Musk đã cho phép cựu Tổng thống Mỹ trở lại mạng xã hội này. Các nhà lập pháp tại Hạ viện Chile đã đưa ra phê chuẩn cuối cùng vào thứ Tư ngày 18 tháng 5 trong một cải cách thuế khai thác khoáng sản đã được chờ đợi từ lâu. Đề xuất cải cách này hiện chỉ cần chữ ký của Tổng thống Gabriel Boric để có thể trở thành luật. Theo cải cách này, các nhà sản xuất đồng và lithium lớn tại Chile phải trả thêm thuế và phí khai thác cho chính phủ. Chile là quốc gia sản xuất đồng hàng đầu thế giới và đứng thứ hai về lithium Cả hai khoáng sản này đều được xem là thành phần không thể thiếu trong sản xuất xe điện chạy bằng pin trong tương lai. Với 101 phiếu ủng hộ và 24 phiếu chống, các nhà lập pháp đã thông qua dự luật thuế và phí khai thác đã được Thượng viện phê chuẩn vào tuần trước. Bộ trưởng Tài chính Mario Marcel ca ngợi kết quả cuộc bỏ phiếu. Ông nhấn mạnh rằng bộ luật này sẽ yêu cầu các công ty khai thác mỏ giải quyết các hành vi lạm dụng trước đây. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc bỏ phiếu, Ông Marshall nói, với bộ luật này, chúng tôi tìm cách tránh những gì đã xảy ra nhiều lần với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của đất nước. Chúng bị khai thác và sử dụng, nhưng lại đóng góp rất ít cho đất nước. Theo cả cách này, mức thuế cao nhất sẽ lên tới gần 47% dành cho các công ty khai thác hơn 80.000 tấn đồng tinh luyện mỗi năm. Đây là mức thuế cao đối với ngành này. Luật mới cũng quy định mức thuế 1% theo doanh số từ các công ty bán hơn 50.000 tấn đồng nguyên chất, cũng như mức thuế bổ sung từ 8 đến 26% tùy thuộc lợi nhuận mà công ty khai thác thu được. Hiệp hội khai thác mỏ Sonami bày tỏ sự vui mừng khi biện pháp này cuối cùng được áp dụng sau thời gian chờ đợi. Thưa quý vị, hôm 18 tháng 5, tay vợt Rafael Nadal thông báo anh sẽ không thể dự giải Roland Garros sắp tới do chưa hồi phục chấn thương. Anh đồng thời cho biết năm 2024 có thể sẽ là năm cuối cùng trong sự nghiệp cầm vợt của anh. Nadal đã thống trị mùa giải trên sân đất nện trong nhiều năm. Kể từ năm 2005, tay vợt 36 tuổi Tây Ban Nha luôn tham gia các giải Roland Garros mỗi năm và hiện hữu 14 danh hiệu vô địch giải đấu này. Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 5, Nadal nói, Quá trình phục hồi chấn thương mà tôi gặp phải ở giải Úc mở rộng hồi đầu năm không diễn ra như mong muốn. Chúng tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để hướng đến các mục tiêu trong tương lai, nhưng Roland Garros, giải đấu quan trọng nhất, hiện là điều không thể đối với tôi vào thời điểm này. Tay vợt Tây Ban Nha cho biết anh sẽ dừng thi đấu một khoảng thời gian để phục hồi hoàn toàn và trở lại vào mùa giải năm sau, cũng là mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Ban tổ chức Roland Garros trong một bài đăng trên Twitter chia sẻ: "Chúng tôi không thể tưởng tượng Nadal đã khó khăn như thế nào để đưa ra quyết định này. Hãy chăm sóc tốt bản thân để trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại Nadal vào năm sau." Roland Garros 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Trẻ em nô đùa trong nước lũ khi vài chục người sơ tán trú ẩn trong một nhà thi đấu thể thao sau khi những trận mưa xối xả tàn phá vùng Emilia Romagna phía bắc nước Ý vào đầu tuần này. Phía đông của khu vực này có tới 300 điểm sạt lở đất, 23 con sông bị tràn, khoảng 400 con đường bị hư hỏng và 42 thành phố bị ngập lụt. Trận lũ lụt khiến 9 người thiệt mạng là sự kiện mới nhất trong một loạt các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt đã tấn công nước Ý trong năm qua. Các thảm họa đang dần trở thành một phần của cuộc sống. Ít nhất 10.000 người buộc phải rời bỏ nhà cửa, trong khi nhiều người vẫn ở lại vùng lũ thì không có điện. Có một nạn nhân đã thiệt mạng vì bị lũ cuốn trôi khỏi nhà và dạt vào một bãi biển cách đó khoảng 20 km. Giải Grand Prix Công thức 1 dự kiến được tổ chức vào chủ nhật ở Imola, nơi gần với nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đã bị hoãn lại để giảm bớt áp lực cho các dịch vụ khẩn cấp. nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình thế giới hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào và hẹn gặp lại